Dạ em kính chào cô chú anh chị mình đã quay trở lại kênh của em ha. Rồi hôm nay em tiếp tục ghé bên vườn mai của bác Phạm Nhi cô chú ơi. Hôm nay Nhi có lên một số cái mặt hàng mai gốc nhớt già mùa cho cô chú anh chị mình cái Tết nha. Dạ mong là cô chú anh chị mình xem clip và ủng hộ cho bé Nhi thật là nhiều nha cô chú ơi. Rồi chị chào Nhi nha. Dạ em xin chào chị và xin kính chào toàn thể các cô chú anh chị đã xem kênh nha. Hôm nay đã là kênh em xin lưu cô chú anh chị mình lô mai gốc nhất nhà mùa bên em nha. Rồi. Cũng mong cô chú anh chị xem được cái nào ủng hộ mà. Vô cây clip hôm nay thì mã số 1A nha cô chú anh chị. Một cây siêu bông Sài Gòn mà cái này già lắm rồi nha. Này lá lớn nha cưng ha. Dạ đúng rồi lá lớn nha. Rồi cô chú anh chị. Đây. Nè cái củ đế rất là đẹp nè cô chú anh chị. Mấy hàng này là em nuôi cũng lâu lắm luôn rồi nha cô chú anh chị. Rồi, này ghép chột nha cô chú anh chị này. À, hoành được 11. Ôi, củ đẹp ghê. Củ nó mình được 37. Rồi, củ quá trời đẹp hả cô chú. Cao mình được 78. Rồi. Cái ngang mình được 82. Rồi sang dòng nè. Dạ. Rồi, cái này em để cô chú anh chị gần sau mình giá 600 ngàn nha. Và cô chú anh chị mình mua cây này thì hôm nay em sẽ tri ân cô chú anh chị mà em tặng cô chú anh chị thêm một cây này nha. Cái củ đế vậy nè, cũng là siêu bông Sài Gòn luôn nha. Rồi, mua một tặng một như cả nhà mình đây. Củ đế sẽ như thế này, cô chú anh chị cứ kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em nha. Rồi, cái hàng gốc nhất già mùa hả cô chú anh chị. Dạ. Rồi, chung là hôm nay là tri ân cô chú anh chị mình mua cây này mình tặng cô chú anh chị mình về để bàn thôi. Củ hết sức cái củ cô chú anh chị, nổi cái củ hơi mua mấy chục ngàn cái củ rồi đó. Rồi, đây cô chú anh chị này mã số 1 ha. Dạ. Rồi. Dạ. Số 2 hết cả nhà mình. Mã số 2A nha. Từ 2A. Một cây dẫn dung nha cô chú anh chị. Cây này cũng hot biết luôn nha. Trời ơi, hàng già mùa của chú ơi quá đẹp luôn rồi ha. Nói chung là hổm rày mới quay được một cái vườn mà gốc nhớt cũng đẹp nha cô chú anh chị ha. Cô chú mình đang cần hàng này rất nhiều nè. Củ quá tới củ luôn. Ừ. Hoành nó mình được 15. Đồng củ nó mình được 35. Rồi. Cao mình được 73. Quá trời cây ha. Dạ. Tán ngang của nó là mình được 75. Rồi, cái này là hàng che Tết em bao cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi. Này em cũng để cô chú anh chị xem mình giá cũng 600 ngàn thôi nha. Rồi, 600 bao ship. Em cũng sẽ tặng cô chú anh chị thêm một cây họ Hương nha. Cây này cây họ Hương nè. Cô đế cũng cô như thế này. Rất là đẹp ha cô chú. Để mình để bàn nha cô chú anh chị. Rồi. Hôm nay là tri ân cô chú anh chị mình nên là tặng hết luôn nha cô chú anh chị. Rồi, combo luôn cô chú anh chị mình ơi, mã số 2A ha, 600 bao ship cho một em dảo nhung già mùa cô chú. Tiếp theo ha cô chú anh chị. 3A là cây dảo lá gai nha cô chú anh chị. Rồi. Đó, hàng che Tết luôn nha. Cái này là giống giống giả lá gai hồi xưa cô chú anh chị mình. Dạ, nó giống hồi xưa không mà nó ghép lâu lắm rồi. Đúng rồi. Hàng già mùa cô chú anh chị mình ơi. Quanh được 15. Giờ cao là mình được 75. Rồi. Tới ngang là mình được 75 luôn. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cái này là 400 ngàn thôi nha. 400 ngàn cô chú anh chị mình. Cái này thì em dạ cái này em cũng tặng cô chú anh chị thêm một cây nữa nha. Rồi. Siêu bông Sài Gòn là cây này nè. Đó cô chú anh chị. Mua một tặng một luôn nha. Dạ. Rồi. Này mã số 3A hả cưng? Dạ. Rồi. Theo luôn. Mã số 4A cũng là một cây dảo lá gai cô chú anh chị. Cây này hai thân nha. Rồi. Ừ, cái đế của nó là như là con chó là màu vậy. Có gì nha cô chú anh chị. Dạ, kiểu như một con hú nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành là mình được 15. Cao mình được 62. Nó ngộ quá trời. Tán ngang mình được 77. Ôi cái này toàn tròn nha. Em đã vô dây chỉnh sửa sẵn rồi. Cái này em để cô chú anh chị làm sao mình giá 450 thôi nha. Rồi 450 bao ship cho em này hả cô chú anh chị mình. Này có tặng không cưng? Tặng chứ. Tặng luôn chứ hả? Rồi soạn đi cưng. Tặng cái này đi cái ha. Nào đâu. Ừ, này cái gì ta? Cái gì hai? Này cút tay thi. Thi hả? Ừ. Rồi tặng tay thi nè. Một cái cút tay thi luôn cả nhà, cũ đế quá dạ, đẹp. Này em luôn. Sẽ tặng cô chú anh chị thêm một cái cút tay thi nữa nha. Rồi. Đó, cũ đế nè. Rồi mã này là 450 nha cô chú anh chị. Dạ 450. Rồi. Tới tiếp theo cô chú mình ha. 5A cô chú anh chị. Rồi 5A. Một cây dảo Indo nha. Dảo Indo cả nhà mình ơi. Dạ. Cô chú anh chị mình chưa thấy mặt bông thì mua về thử có các bạn Zalo gửi mặt bông vào cho cô chú anh chị mình coi nha. Cái này á nó có một cái tên gọi khác nữa hay là còn gọi dảo lá gai nhưng mà lá gai lá tròn nha cô chú anh chị. Cây nãy là giống hồi xưa là lá dài ha. Bây giờ nó đột biến ra là lá tròn thành dảo Indo cô chú anh chị. Dạ. Rồi. Hoành của nó là mình được 15. Cao mình được 53. Tán ngang mình được 60. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần sau mình giá cũng 400 ngàn nha. Rồi. Em cũng sẽ tặng cô chú anh chị mình thêm một cây cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Nè, củ đế nè. Nhị ngọc toàn, củ đế đẹp. Đó này là Tết mình chơi thoải mái luôn. Rồi. Đó. Mã này nhiêu cưng quên nè. Mã số 5A nha. Ừ. 400 bao ship của chú mình. Dạ. Mã số tiếp theo là mã số 6A hả cô chú? 6A cũng một cây dấu Indo nha cô chú anh chị. Rồi. Đó. Đây cô chú anh chị mình ha. Sữa nè. Tàn nó tròn nha cô chú. Ừ, củ đế nè, cũng có củ đế nữa nhưng mà đế này kiểu nó hơi nghiêng thôi nha. Ừ. Mà cũng đẹp này. Đông sao không chị? Dạ. Hoành mình được 18. Cao 75.
tá ngang mình được 82. Ừ. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này giá cũng 450 nha cô chú anh chị. Rồi, 450 bao ship cây này cô chú ơi, cây này khá Dạ. to ha. Rồi mình tặng cái gì nè? Tặng cái này. Cái này cái gì tại thôi cái này đi. Rồi, Này gì vậy? Gì hai? Rồi Sài Gòn lá lớn ha. Siêu bông. Rồi, cây Tặng tổng thêm cây này một phải cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị nè, của đế nè. không? Rồi, cây rất đẹp cả nhà mình ơi. Dạ. Mã tiếp theo của chú mình ha. Dạ, tiếp theo là mã 7A nha, một cây dở Indo nha cô chú anh chị. Rồi. Góc này cũng góc vườn nha. Mà ghép lâu lắm rồi. Ừ, Hoành được 12 mấy cây giống mình giống xưa rồi. Cao 61. Đây là gã bông rất là chuẩn cô chú anh chị. Tán ngang 65. Rồi. Rồi, hàng này là em bao Tết luôn á, em để cái này em cũng để cô chú anh chị gần xong mình giá 450 thôi nha. Rồi, em cũng sẽ tèm tặng kèm cho cô chú anh chị thêm một cây xung Sài Gòn nè. Cây này cũng có cụ đế hết nha. Rồi cô chú anh chị mình ơi, đó tặng thêm một cây nhỏ, mua một cây lớn tặng một cây nhỏ của Dạ. chú mình ha. Rồi 450 bao ship cho cây này của chú anh chị. Tiếp theo luôn ha. 8A nha cô chú anh chị, cũng một cây dở Indo nữa nha. Rồi. Cái này giống xưa không nè, cụ đế nó cụ đế nở nè. Đựng cái già mùa lắm cô chú anh chị. Dạ. Bông ra cũng rất là đẹp. Hoành được 13. Dòng cũ của nó em đo dòng cũ luôn nè, cũ nó là mình được 40. Ừ. Cao mình được 67. Tán ngang là mình được 68. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa giá cũng 450 thôi nha. Rồi, mình tặng cái gì nè? Dạ hôm nay dạ cái này em cũng tặng cho chú anh chị mình một cây nhị ngọc toàn nha. Rồi, một Đây, cây cụ nhị đế ngọc đây. toàn. Đế rất là đẹp nha cả Nhị nhà. ngọc toàn bông hai màu. Ừ, rồi. Rồi. 8A cô chú anh chị. Theo luôn. 9A của cây dở Indo này cô chú anh chị. Rồi, lá Hàng nó này mình chơi tròn Tết nha chú. hết nè. Em ghép cúc nhớt. Ừ, cúc nhớt. Quá già mùa nha, nhưng quảnh không được to, quảnh được 10 thôi. Ừ. Cao mình được 72. Cái ngang mình được 72 luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa giá cũng 450 nha. Rồi, Rồi. 450. Tặng kèm thêm một cây nhị ngọc toàn nữa nha. Rồi, cái Đây, ngọc toàn cây nhị ngọc toàn đế nè. rất là Bông đẹp hai đó cô chú. màu nha. Rồi. Rồi. Quá mã cả nhà. Tiếp theo ha. 10A cô chú anh chị. Một cây dảo đa phúc nữa nha. Rồi. Cái này cũng già lắm nè cô chú anh chị. Cũng có đế nha nè. Này Đế rất thú. bấn nè. Đó, cụ đế này của chú anh chị mình. Hoành của nó là mình được 14. Cao được 62. Tán ngang là mình được 62 luôn. Rồi. Rồi cái này em giao luôn cô chú anh chị gần xong mình giá 400 ngàn thôi nha. Rồi. Rồi em cũng sẽ tặng cô chú anh chị mình thêm một cây siêu ôm Sài Gòn nha. À. Rồi cô chú anh chị, đó, tặng một cây như thế này nha. Mã này dạ. mã số mấy à? Mã số 10A. 10A cô chú anh chị. Số tiếp theo cô chú anh chị. Dạ mã số 11A. Một cây dở đa phúc nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Nè cái cây cũ này cũng hú nó ngồi nè. Cây này nhìn rất là duyên dáng cô chú anh chị. Này là chơi kiểu chơi lùng lực nha cô chú anh chị. Ừ. Hoành là mình được 14. Cao 47. Cái ngang là mình được 49. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 thôi ạ. À. Rồi, mình tặng cái gì nè? Dạ cái này em cũng tặng cô chú anh chị mình thêm một cây nữa nha. Cái này Sài Gòn. Sài Gòn hả? Ừ, Sài Gòn nó lớn nha. Đúng rồi, Sài Gòn nó lớn. Rồi, cô chú anh chị mình ha. Này, củ đế nè. Dạ, rồi. Số tiếp theo cái nè. Mã số 12 cô chú anh chị. Ừ. 12A là một cây dở đa phúc nữa nha. Đó, rồi, hàng này hàng dài mùa lắm rồi cô chú anh chị, nên ra bông rất là chuẩn. Cái này đế này kiểu mình chơi bonsai nè. Ừ, đế này đẹp nè. Hoành của nó là mình được 10, 15. Rồi. Tầm cũ nó là mình được 30, cao 51, tán ngang mình được 56. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 350 thôi nha. Rồi 350 bao ship cả nhà dạ, mình cũng ơi. Tặng kèm cho cô chú anh chị mình thêm một cái siêu ôm Sài Gòn nè, cụ đế đây. Đó, hàng này mình à. Để trên bàn á, uống trà là cực kỳ đẹp luôn á. Rồi. Mã số tiếp theo ha. Mã số 13A nha cô chú anh chị, một cây cúc Tân Châu nha. Cái này hiện ghép cúc nhớt nha, tàn rất là bự cô chú anh chị. Quá trời cái tàn luôn. Cái này chơi Tết cái đẹp lắm cả nhà. Đế thì đế bình thường thôi nha. Hoành nó mình được 8. Ừ. Cao mình được 68. Tán ngang mình được 64. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá 350 thôi. Rồi cái này em cũng tặng kèm cho cô chú anh chị mình kèm theo một cây siêu ôm Sài Gòn nữa nha. Đây. Rồi. Cái này bự nè. Rồi hai cô chú anh chị chỉ có 350 thôi cả nhà mình ơi. Dạ. Mã số tiếp theo ha. Mã số 14A. Một cây hữu đất già mùa của chú anh chị gốc nhớt nè, rất là già rồi. Nút nụ thì em bao Tết cho cô chú anh chị mình nha. Hàng này thì cũ nè. Cũ quá trời đẹp luôn. Gốc nhớt cũng cũ vậy á. Nuôi biết bao lâu rồi, hoành được 11. Đó cũ. Dòng cũ của nó là mình được 23. Nè. Cao mình được 57, tán ngang mình được 62.
Rồi, cái này em giao lưu cô chú anh chị gần xa mình giá 450 nha. Và Rồi. cũng tặng kèm theo một cây nhị ngọc toàn cô chú anh chị. Nè, cái này mình chơi nè, củ đế cũng rất là dễ thương nha. Rồi, 450 cho mã này tặng cô một chú cây anh nhị chị. ngọc toàn bông hai màu luôn. Rồi. Tiếp theo ạ. À. Mã tiếp theo, mã số 15A cô chú anh chị, một cây giả hữu đức nha. Rồi. Đó, mấy cái giống này giống hồi xưa không cô chú anh chị? Giống rồi. Từ hồi chưa ra mấy giống mới người ta chơi mấy giống này, sức sống nó mạnh, quanh 11. Dễ chăm nữa. Cao 60, có ngang được 61. Rồi cái này em để cô chú anh chị lần sau mình giúp 350 nha. Rồi. Rồi tặng kèm theo một cây cái này tiếp theo luôn hả? Mã số 16A cô chú anh chị. Rồi. Rồi một cây giả hữu đức nữa nha. Rồi. Cái này già mùa lắm rồi. Nè. Tốt nhất ha cái nhà. Dạ tốt nhất. Quanh mình được 10. Cao mình được 60. Cái ngang mình được 66. Rồi. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này 350 thôi. Rồi. Tặng kèm theo một cây cúc họ Hương nè, cũng là đế là sao cây này bự nè, cây đẹp nha. Rồi. Đó. Cây này đẹp nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số tiếp theo của chú mình. 17A cô chú anh chị, một cây giả hữu đức nữa nha. Rồi. Những hàng này là kiểu già mùa vườn em rồi đó. Đôn tàn lại nhỏ. Quanh được 11. Rồi. Cao 52. Cái ngang mình được 72. Rồi. Rồi cái này em cũng để cô chú anh chị gần xăm mình giá 350 nha. Rồi cũng tặng kèm cho cô chú anh chị mình một cây giả siêu Sài Gòn nha. Rồi. Đây. Đây cô chú anh chị mình ơi. Có củ đế rồi. Rồi. Đó tiếp theo cô chú anh chị. 18A cô chú anh chị. Rồi. Rồi một cây giả đa phúc nha. Cái này cũng có củ đế nhưng mà cũng tỏi. Giá tốt nhất. Rồi. Quanh là mình được 8. Củ tỏi của nó là mình được 15. Cao là mình được 60. Bán ngang mình được 60. Rồi. Rồi cái này em để của chú anh chị gần xa mình giá 350. Tặng kèm theo một cây nhị. Ủa cây này là cây siêu ống Sài Gòn nha. Rồi à, siêu ống Sài Gòn nha cả nhà. Rồi. Rồi mã số tiếp theo luôn cô chú anh chị mình. Dạ mã tiếp theo là mã số 19 nha cô chú anh chị, 19A. Rồi cũng là một cây đa phúc. Rồi. Quanh là mình được 10. Cao là mình được 52. Tới ngang mình được 57. Rồi cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá này 300 ngàn thôi nha. Rồi 300 ngàn. Cũng tặng kèm theo cho cô chú anh chị mình thêm một cây nữa. Đó, cây giả siêu nụ hả cô chú anh chị. Rồi. Tiếp theo ha. Mã tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi một cây mã số 20 nha. Ừ. 20 là một cây giả hữu đức nha. 20A. Một cây giả hữu đức tàn cũng khá là tròn cô chú anh chị. Đó, cũng có củ đế nè. Hoa vàng hết cô chú anh chị này. Quanh được 13. Tầm cũ nó mình được 27. Cao 59. Thái ngang mình được 64. Rồi, rồi cây này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cái này cũng 350 thôi nha. Rồi 350 bao tặng ship. Tặng kèm theo cô chú anh chị một cây nhị ngọc toàn luôn nha. Đây. Rồi, củ đế đẹp luôn ha cả nhà mình ơi. Dạ. Rồi tiếp theo ha. 21A một cây giả hữu đức cho cô chú anh chị. Rồi, cây này hàng nhất rất bứng nha cả nhà mình ơi. Tốc độ cũng lên ha, tàn tròn nè. Quanh mình được 13. Rồi. Cao được 59. Cái ngang mình được 72. Rồi. Trời ơi này quá thì tàu hồng cô chú anh chị. Này em để cô chú anh chị xong giá 400 ngàn thôi nha. Tặng rồi. Kèm thêm một cây siêu bông Sài Gòn nha. Đây. Đây cô chú anh chị mình ha. Rồi 400 cho mã này ạ. Rồi. Đó tiếp theo cô chú mình. Mã số 22A. Rồi, một cây giả hữu đức nữa nha. Rồi. Này cũng góc vườn nha. Nuôi lâu lắm rồi cô chú anh chị. Cũng cũ nè. Hoành được 13. Rồi. Cao được 58. Tới ngang mình được 55. Rồi, cái này em để cô chú anh chị làm xanh giá 300 ngàn. Tặng kèm thêm một cây. Vậy Ngọc Toàn chà bá luôn. Trời ơi. Ngọc Toàn hả cô chú anh chị? Đó, rồi. Ôi, quá đẹp bự luôn. Nha. Mã số 23A cô chú anh chị. Rồi, cũng là cây cuối clip của em nha. Rồi. Hôm nay em có nhiều cây già mùa em giao lưu hết luôn á. Rồi, một cây giả Indo. Quanh là mình được 14. Củ đế cũng có đế nữa nha. Dạ, cao 57. Cái ngang mình được 58. Rồi, cái này em để cô chú anh chị gần xa mình giá cũng 300 ngàn thôi nha. Cũng tặng kèm theo cho cô chú anh chị mình là một cây nhị ngọc toàn nữa nha. Đó, cái này để bảo nước có nụ rồi nè. 300 ngàn cho mã này luôn ha. Mã này cũng cuối clip luôn hả cơ? Dạ, đây cũng là cây cuối clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được kênh ủng hộ nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em chào cả nhà mình và em hẹn gặp lại cô chú mình ở video tiếp theo ha. Mong là cô chú anh chị mình sẽ ủng hộ hết những cái mã số của Phạm Nhi ngày hôm nay nha cô chú.